Hòa Minh lầy lộ nhưng lại sống tình cảm. Puka hé lộ số tiền mừng cưới Hòa Minh tặng trong bốn đám cưới của mình. Mới đây trong đám cưới của Puka, nữ ca sĩ Hòa Minh đăng tải bức ảnh tập trung hướng về sân khấu, ánh mắt đầy tâm trạng khi dự cưới. Rồi ai cũng sẽ được khoác lên chiếc váy cưới của riêng mình. Không chỉ cư dân mạng mà nhiều sao Việt cũng dành những lời động viên tốt đẹp cho Hòa Minh Di. Ai cũng hy vọng cô sẽ sớm đến bến bờ hạnh phúc. Cũng là mẹ đơn thân sau đổ vỡ như Hòa Minh Trương Quỳnh Anh thể hiện sự đồng cảm. Chị cũng nghĩ vậy. Trước đó Hoa Minzy gây chú ý cho biết không làm phù dâu hay bê chấp cho bạn thân Puka vì bản thân cô biết thân biết phận. Khi bị cư dân mạng tấn công bằng những lời tiêu cực, Hoa Minzy nói: "Tôi đi đám hỏi bên chị Puka nhưng mà chỉ đi tới chơi với chị thôi, chứ không có bưng mâm hay làm phù dâu gì hết nha mọi người. Bé biết thân biết phận mà đọc bình luận của mọi người mà tủi thân nha." Sau tan vỡ với thiếu gia, Hoa Minzy nhiều lần bày tỏ mong muốn được làm cô dâu. Cô nói rõ quan điểm không thể gọi là tái hôn nếu tìm được hạnh phúc mới. Em chưa bao giờ lấy chồng nha, nên bảo em bước thêm bước nữa thì rất kỳ vì em chưa được lấy chồng bao giờ. Em cũng chưa được mặc áo cô dâu, chưa được dạm ngõ, hay người ta đến hỏi cưới mình bao giờ. Đáng chú ý Hoa Minh Di là người đã đi đủ đám cưới cho Puka và Jin Tuấn Kiệt tới 4 lần. Đặc biệt hơn nữa sau đám cưới vợ chồng Puka Jin Tuấn Kiệt hé lộ, Hoa Minh Di đi tiền đám cưới tới 4 lần, lần nào cũng bỏ phong bì 100 triệu. Như vậy, Hoa Minh Di đã bỏ gần 400 triệu để mừng cưới cho vợ chồng bạn thân, cũng là anh chị thân thiết của mình. Trước đó Hoa Minh được gọi là cơ trưởng trong đám cưới của Puka và Jin Tuấn Kiệt. Vui nhất là Jin và Puka, nhưng nhiệt nhất hai bữa tiệc cưới từ Cam Ranh về lại Đồng Tháp chắc chắn phải kể đến Hòa Minh Trong tiệc tối qua cô đã lên sân khấu và cống hiến hết mình với bản hit của cô, ăn gì đây? Chỉ cần nghe qua phần tiếng là đủ biết Hòa Minh Di quẩy bệnh ra sao, không chỉ hát mà cô còn tự tin bắn rap. Cô còn được Lê Dương Bảo Lâm và Duy Khánh công canh lên vai, chuẩn diva khiến cô diễn càng sung hơn. Hòa Minh Di tại tiệc cưới của Jin và Puka thực sự rất cháy và cũng hết mực đáng yêu netizen hài hước gọi Hòa Minh Di là cơ trưởng đích thực của đám cưới Jinpu. Người hâm mộ mong muốn Hòa Minh Di sớm có một đám cưới viên mãn, thực sự hạnh phúc sau này. Buka được mẹ chồng tặng trang sức kim cương tiền tỷ trong lễ hỏi. Sáng 1 tháng 1, Nhiên Tuấn Kiệt và Buka tổ chức lễ tân hôn khiến fan hào hứng. Buổi sáng, gia đình nhà trai đã làm lễ xin dâu và thực hiện các nghi thức đám cưới. Trong ngày trọng đại, Buka mặc áo dài hồng truyền thống để tóc dài dịu dàng kết hợp với kẹp tóc ngọc trai. Trên gương mặt cô dâu không giấu được niềm hạnh phúc. Bên cạnh đó, nữ diễn viên và ông xã diện áo dài tông sượt tông, phong độ lịch lãm. Ở mọi khoảnh khắc, cặp đôi luôn giữ nụ cười thường trực trên môi. Một số hình ảnh hiếm hoi trong lễ gia tiên được bạn bè, người thân của cô dâu chú trẻ chia sẻ. Theo đó, không khí đám cưới trộm trả, tiếng cười với sự chúc phúc của hai bên gia đình, khách mời và dàn bưng quả. Có thể thấy, dàn bưng quả nam đều là những nghệ sĩ nổi tiếng như Trương Thế Vinh, Ngô Kiến Huy, Sông Luân, Duy Khánh, ST Sơn Thạch, Anh Tú và Trung Phạm. Mai Quỳnh Anh, Lily, Thúy Ngân, Ngô Bảo Ngọc, Nguyên Thảo là những phụ dâu bưng quả. Ca sĩ Hoa Minh Di, diễn viên Huỳnh Lập, Lâm Vĩ Dạ là khách mời tham dự đại diện cho đàn trai. Đặc biệt, nghệ sĩ Trường Giang cũng có mặt đảm nhận vai trò MC cho buổi lễ. Theo một người bạn thân thiết của cô dâu chú rể cho biết, quà cưới của đàn trai là bộ trang sức kim cương trị giá 2 tỷ đồng. Ngoài sinh lễ này, nhà trai chuẩn bị mâm lễ trầu cau, rượu, bánh trái, hoa tươi. Sau khi sinh lễ được trao, cô dâu chú rể làm lễ trước bàn thờ gia tiên, trao nhận cưới. Sau lễ ăn hỏi, Puka và Gin Tuấn Kiệt sẽ tổ chức đám cưới ở Cam Ranh vào ngày 4 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6 tháng 11 và Đồng Tháp, quê Puka. Rộn ràng lễ gia tiên của Puka và Gin Tuấn Kiệt, Trường Giang làm chủ hôn, dàn bê cháp đúng đỉnh Sáng mùng 1 tháng 11, cặp Puka Jin Tuấn Kiệt chính thức tổ chức lễ ra tiên ra mắt hai bên gia đình. Trên trang cá nhân của người anh thân thiết, Huỳnh Lập vừa chia sẻ đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày vui của Puka và Jin Tuấn Kiệt. Jun Phạm cũng nhanh tay hé lộ toàn bộ không khí buổi lễ khiến khán giả thích thú. Theo đó, cô dâu chú rể diện trang phục áo dài truyền thống theo tông màu hồng trẻ trung. Ngoài sự xuất hiện đầy rạng rỡ của dâu rể, chủ hôn và dàn bê cháp cũng vô cùng chấn động. Puka và Duyên Tuấn Kiệt đã nhờ đàn anh Trường Giang làm chủ hôn trong ngày lễ gia tiên. Trường Giang diện vest sang trọng dẫn đầu phái đoàn nhà trai, theo sau là dàn bê cháp gồm Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Trương Thế Vinh, Anh Tú, Eti Sơn Thạch, Duy Khánh, Song Luân. Xuất hiện trong dàn nhà trai còn có Huỳnh Lập, Hoa Minh Di, Lâm Vĩ Dạ, được nhờ làm chủ hôn trong ngày vui của đàn em. Trường Giang gây chú ý khi phát biểu trịnh trọng trước quan khách. Mười khó cũng chính là thuyền trưởng tích cực đẩy thuyền cặp đôi về với nhau suốt nhiều năm qua. Không khí rộn ràng trong ngày trọng đại của Puka và Duyên Tuấn Kiệt khiến khán giả vui lây được biết đám cưới của cặp đôi tổ chức tại vùng biển Cam Ranh Khánh Hòa vào ngày mùng 4 tháng 11 và tại thành phố Hồ Chí Minh mùng 6 tháng 11. Cả hai còn mở thêm một bữa tiệc tại quê nhà cô dâu ở Đồng Tháp, nhưng cặp đôi chưa công bố thời gian chính thức thiệp mời cưới của Puka và Jin Tuấn Kiệt cũng được trao tay nhiều bạn bè thân thiết trong showbiz. tương tự như nhiều hôn lễ của nghệ sĩ khác, ngày trọng đại của Puka và Jin Tuấn Kiệt đưa ra quy định khách mời không được dẫn theo trẻ em để tránh sự bất tiện cho ban tổ chức. rất nhiều khán giả, đặc biệt là những ai yêu mến cặp đôi Jin Pu đang háo hức mong chờ những khoảnh khắc hạnh phúc đầu tiên của cặp đôi trong đám cưới cổ tích sắp tới. Bộ ảnh cưới không thể rời mắt của Puka và Jin Tuấn Kiệt. Khoảnh khắc bộ ảnh cưới của Puka và Jin Tuấn Kiệt bên cạnh dàn sao Việt đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong bộ ảnh này, mọi người đều nổi bật không thua kém nhân vật chính, đến mức Jin Tuấn Kiệt phải thốt lên, ai trong đây cũng ngầu cả. Trong khung ảnh, Puka diện váy đỏ nổi bật bật, khoe vai trần gợi cảm sánh đôi tình tứ bên cạnh Jin Tuấn Kiệt với trang phục áo vest bảnh bao và điển trai. Đáng chú ý, ngoài cô dâu chú rể là nhân vật chính chiếm spotlight trong bức ảnh còn là sự xuất hiện của dàn sao Việt đình đám như Hoa hậu Khánh Vân, siêu mẫu Minh Tú, MC Đại Nghĩa, Huỳnh Lập, ST Xuân Thạch, Ngô Kiến Huy, Dương Thanh Vàng, Trương Thế Vinh, Gin, Duy Khánh. Được biết, đây đều là những người bạn thân thiết có thời gian đồng hành gắn bó cùng cặp đôi trong các chương trình game show. Sau 4 năm hẹn hò kín tiếng, Puka và Dinh Tuấn Kiệt khiến cõi mạng dần dần khi công khai chuẩn bị về chung một nhà. Đám cưới của Puka và Dinh Tuấn Kiệt sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Hiện cặp đôi đang tất bật chuẩn bị cho mọi thứ vào ngày trọng đại. Chia sẻ về lý do cầu hôn Puka và dịp kỷ niệm 4 năm hẹn hò, Duyên Tuấn Kiệt cho biết, bất cứ người phụ nữ nào cũng thích được cầu hôn, Puka xứng đáng có được điều như vậy. 4 năm quen nhau là cả một hành trình, có thể đối với nhiều người nó không dài, nhưng với Jin thì nó cũng không ngắn. Thế nên Jin nghĩ đây là thời điểm thích hợp để mình tiến tới một chương mới của cuộc đời, cùng với nhau, để cùng xây dựng hạnh phúc và tương lai cho cả hai đứa. Lễ tân hôn Puka Duyên Tuấn Kiệt, xính lễ kim cương 2 tỷ đồng, dàn sao đình đám hội tụ. Sáng 1 tháng 1, Nhiên Tuấn Kiệt và Buka tổ chức lễ tân hôn khiến fan hào hứng. Buổi sáng, gia đình nhà trai đã làm lễ xin dâu và thực hiện các nghi thức đám cưới. Trong ngày trọng đại, Buka mặc áo dài hồng truyền thống để tóc dài dịu dàng kết hợp với kẹp tóc ngọc trai. Trên gương mặt cô dâu không giấu được niềm hạnh phúc. Bên cạnh đó, nữ diễn viên và ông xã diện áo dài tông sụt tông, phong độ lịch lãm. Ở mọi khoảnh khắc, cặp đôi luôn giữ nụ cười thường trực trên môi. Một số hình ảnh hiếm hoi trong lễ gia tiên được bạn bè, người thân của cô dâu chú trẻ chia sẻ. Theo đó, không khí đám cưới trộm trả, tiếng cười với sự chúc phúc của hai bên gia đình, khách mời và dàn bưng quả. Có thể thấy dàn bưng quả nam đều là những nghệ sĩ nổi tiếng như Trương Thế Vinh, Ngô Kiến Huy, Sông Luân, Duy Khánh, ST Sơn Thạch, Anh Tú và Trung Phạm. Mai Quỳnh Anh, Lily, Thúy Ngân, Ngô Bảo Ngọc, Nguyên Thảo là những phụ dâu bưng quả. Ca sĩ Hoa Minh Di, diễn viên Huỳnh Lập, Lâm Vĩ Dạ là khách mời tham dự đại diện cho đàn trai. Đặc biệt, nghệ sĩ Trường Giang cũng có mặt đảm nhận vai trò MC cho buổi lễ. Theo một người bạn thân thiết của cô dâu chú rể cho biết, quà cưới của đàn trai là bộ trang sức kim cương trị giá 2 tỷ đồng. Ngoài sinh lễ này, nhà trai chuẩn bị mâm lễ trầu cau, rượu, bánh trái, hoa tươi. Sau khi sinh lễ được trao, cô dâu chú rể làm lễ trước bàn thờ gia tiên, trao nhận cưới. Sau lễ ăn hỏi, Puka và Gin Tuấn Kiệt sẽ tổ chức đám cưới ở Cam Ranh vào ngày 4 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6 tháng 11 và Đồng Tháp, quê Puka. Lễ tân hôn Puka Gin Tuấn Kiệt xính lễ kim cương 2 tỷ đồng dàn sao đình đám hội tụ sáng mùng 1 tháng 11 Duyên Tuấn Kiệt và Puka tổ chức lễ tân hôn, khiến fan hào hứng. Buổi sáng gia đình nhà trai làm lễ xin dâu và thực hiện các nghi thức đám cưới. Trong ngày trọng đại, Puka mặc áo dài hồng truyền thống để tóc dài dịu dàng, kết hợp với kẹp tóc ngọc trai, trên gương mặt cô không giấu được niềm hạnh phúc. Bên cạnh nữ diễn viên là ông xã diện áo dài tông sụp tông, phong độ lịch lãm, ở mọi khoảnh khắc cặp đôi giữ nụ cười thường trực trên môi, một số hình ảnh hiếm hoi trong lễ gia tiên được bạn bè người thân của cô dâu chú rể chia sẻ. Theo đó, không khí đám cưới rộn rã tiếng cười với sự chúc phúc của hai bên gia đình, khách mời và dàn bưng quả tràn ngập. Có thể thấy dàn bưng quả nam đều là những nghệ sĩ nổi tiếng như Trương Thế Vinh, Ngô Kiến Huy, Song Luân Duy Khánh, ST Sơn Thạch, Anh Tú và Jun Phạm, Mai Quỳnh Anh, Lily, Thúy Ngân, Ngô Bảo Ngọc, Nguyên Thảo là những phụ dâu bưng quả. Ca sĩ Hòa Min Di, diễn viên Huỳnh Lập, Lâm Vĩ Dạ là khách mời tham dự đại diện cho đàng trai. Đặc biệt, nghệ sĩ Trường Giang cũng có mặt và đảm nhận vai trò MC. Theo một người bạn thân thiết của cô dâu chú rể, qua cưới của đàng trai là bộ trang sức kim cương trị giá 2 tỷ đồng. Ngoài xính lễ này, nhà trai chuẩn bị mâm lễ, trầu cao, rượu, bánh trái, hoa tươi. Sau khi xính lễ được trao, cô dâu chú rể làm lễ trước bàn thờ gia tiên và trao nhẫn cưới. Sau lễ ăn hỏi, Puka và Duyên Tuấn Kiệt sẽ tổ chức đám cưới ở Cam Ranh vào ngày 4 tháng 11. Vào ngày 6 tháng 11, tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh và một đám cưới ở Đồng Tháp, quê Puka. Cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2020. Trước đó cả hai thường xuyên bị đồng nghiệp trêu chọc chuyện tình cảm, song không lên tiếng xác nhận, hôm mùng 6 tháng 9 Jin Tuấn Kiệt đăng ảnh thân mật, xác nhận thông tin anh vừa cầu hôn Puka sau 4 năm hẹn hò. Từ thời điểm đó cặp đôi thường xuyên đăng tải hình ảnh tình cảm lên trang cá nhân. Jin Tuấn Kiệt cũng vừa phát hành MV "Em này", ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường viết có giai điệu lãng mạn. Ngay lần đầu tiên nghe thấy anh đã quyết để dành bài hát cho ngày sinh nhật của Puka. Nam ca sĩ bày tỏ sự biết ơn với ekip thực hiện MV, cảm ơn tất cả mọi người đã cùng Jin gấp rút thực hiện MV này ra kịp ngày chúc mừng sinh nhật của cục vợ. Em à, anh muốn em là bông hoa của cuộc đời riêng anh. Happy vì vậy đây cục vợ, cảm ơn cục vợ đã hết lòng hết sức vì sản phẩm này. Muka cũng giải thích lý do cả hai không thừa nhận là người yêu, thậm chí còn phủ nhận khi tham gia một số game show. Jin và Pu biết có những lúc hai đứa làm mọi người buồn nhiều vì chưa thừa nhận tình cảm của mình. Lý do vì cả hai luôn muốn trong đợi đến giây phút khi hai đứa chính thức trở thành vợ chồng mới lan tỏa hạnh phúc đến mọi người, một cái kết đẹp sẽ đến khi ta luôn truyền năng lượng tích cực cho nhau. Jinpu không biết cảm ơn những tình cảm đáng quý đó bao nhiêu cho đủ. MV này là món quà tinh thần gửi tặng đến tất cả quý vị, mong tất cả chúng ta luôn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Theo thông tin được chia sẻ, đám cưới của Jin Tuấn Kiệt và Puka sẽ tổ chức ở Cam Ranh vào hôm mùng 4 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh và mùng 6 tháng 11 và hôn lễ ở Đồng tháp quê Puka. Puka hơn Jin Tuấn Kiệt 5 tuổi. Tuy nhiên nam ca sĩ từng chia sẻ không quan trọng tuổi tác trong tình yêu. Trong hậu trường một show ca nhạc, Jin Tuấn Kiệt cho biết anh bị thu hút bởi một cô gái ca tính trững chạc. Khi được hỏi nếu mẹ bắt cưới Puka bạn sẽ thế nào, nam ca sĩ trả lời sau vài giây, "Cưới luôn, mẹ bắt mà, em nghe lời mẹ lắm." Trước tin đồn tổ chức nắm cưới vì Puka đang mang thai, phía Jin Tuấn Kiệt phủ nhận. Trên trang cá nhân, ca sĩ Hòa Di đăng tải clip đi tập hát để chuẩn bị cho hôn lễ Jin Tuấn Kiệt và Puka, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.